lỗ chân lông là những sẹo xương nhỏ bện chặt vào mô của da, vừa có tác dụng loại thải chất bài tiết, vừa là đầu ra của các lông tơ. Cơ thể người có hơn 4 triệu lỗ chân lông, trên gương mặt có hơn 20.000. Lỗ chân lông chia làm hai loại, lỗ chân lông tiết dầu và bã nhờn sẽ nhận biết bằng mắt thường, có nhiều ở vùng da mặt, da đầu, lưng, ngực và vùng háng. Loại thứ hai mà mắt thường không thể nhìn thấy là loại lỗ chân lông bài tiết mồ hôi, tham gia điều hòa thân nhiệt bằng cách tiết mồ hôi, nằm ở trên bề mặt da, nhiều nhất ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, nách và bẹn. Để chăm sóc da hiệu quả, cần hiểu được da của mình. Đối với da khô, lỗ chân lông thường nhỏ, tuyến nhờn hoạt động kém, da thiếu độ ẩm, bề mặt da khô căng, da khô thường ít mụn nhưng dễ hình thành nếp nhăn, trang điểm khó ăn phấn. Đối với da dầu, lỗ chân lông to, tuyến nhờn hoạt động mạnh, dễ bị mụn. Phần giống với da khô là làn da thiếu nước, thiếu độ ẩm, bề mặt da dễ bị thô sần. Làn da lão hóa, lỗ chân lông to và chảy xệ, tuyến nhờn hoạt động kém, da không săn chắc, nếp nhăn nhiều. Trong độ tuổi từ 20 đến 30, điều khiến các chị em hay quan tâm về làn da của mình đó là vấn đề da thường bị bóng dầu, mụn đầu đen và lỗ chân lông to. Từ năm 40 đến 60 tuổi thì làn da nhăn nheo với lỗ chân lông to luôn là vấn đề khiến các chị em phụ nữ cảm thấy hết sức lo lắng. Các phương pháp thông dụng để khắc phục lỗ chân lông to như rửa mặt, dùng mặt nạ, nướng lột mụn trang điểm nhưng vẫn không phải là những giải pháp lâu dài mà cần một sản phẩm chuyên dụng. Vậy sản phẩm đó là gì? Để khắc phục lỗ chân lông to, cần một liệu pháp 5 cấp độ với công nghệ tiên tiến Refinishing Complex. Với các thành phần thiên nhiên tác động lên 5 vị trí đặc biệt của lỗ chân lông, giúp đem đến một làn da mềm mượt tức thì. Với thành phần chính là các hạt khuếch tán ánh sáng, đã tác động lên bề mặt của lỗ chân lông, tạo lớp màng bảo vệ da hiệu quả. Tiếp đến, chất xuất yến mạch và hỗn hợp đường NNF sẽ tác động lên bên trong lỗ chân lông, nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết, giúp thông thoáng lỗ chân lông và loại bỏ các vùng da khô nhám. Ở cấp độ thứ 3, tinh chất từ hạt đậu lăng giàu chất oxy hóa sẽ tác động lên thành lỗ chân lông, giúp làm giảm hiện tượng giãn nở lỗ chân lông. Đến cấp độ thứ 4, ngôi sao của phức hợp Refinishing Complex là tinh chất trà Java có tác dụng hạn chế rất nhiều bã nhờn, tác động sâu đến trọng tâm lỗ chân lông, giúp ức chế quá trình tiết bã nhờn, giảm kích thước lỗ chân lông và cải thiện bề mặt da. Cuối cùng, ở cấp độ cao nhất, chất xuất từ khế sẽ giúp củng cố vùng da bên ngoài lỗ chân lông để giảm tình trạng trùng nhão da, thu nhỏ và cải thiện kết cấu lỗ chân lông. Sản phẩm mới Artistry Intensive Skin Care Advanced Skin Refinisher là giải pháp tối ưu tạm biệt lỗ chân lông cho làn da mịn màng như nhung.